là công nhân môi trường về hưu đã hơn chục năm nay. Mặc dù được tăng lương theo mức mới, nhưng mỗi tháng bà Phan Thị Vân chỉ được lĩnh 3 triệu đồng. Với căn bệnh thoái hóa đầu gối, giãn tĩnh mạch, hàng tháng bà đều phải đi điều trị tại bệnh viện. Vì vậy, mức lương 3 triệu đồng không đủ để trang trải chi phí thuốc men. Bà phải sống dựa vào con cháu. Tôi lương hưu được 3 triệu, thế là ốm đau là bệnh tật từ năm 2001 đến giờ. Thế là lương hưu thì không đủ tiền mà là trang trải ăn uống này, này rồi lại mua thuốc men nữa. Thì là con cháu nó phải cho, nó biếu thì mới điều trị được chứ. Bây giờ điều trị ở bệnh viện y học cổ truyền nhé, một lần điều trị là khoảng 10 triệu. Thế nói chung là cũng phải cắt chiêu thôi, chứ còn bây giờ là các cái đồ ăn ở ngoài chợ là nó đắt, rau cỏ nó cũng đắt, thịt thả nó cũng lên giá. Cũng như bà Vân, đối với nhiều người cao tuổi khác, tuổi già có lương hưu nhưng đây cũng là lúc họ phải chi rất nhiều khoản. Từ sinh hoạt hàng ngày đến cỗ bàn lễ Tết và bệnh tật nên nhiều khi lương hưu chẳng còn là bao. Cái tiền lương của tôi bây giờ hiện nay thì về cái mức sinh hoạt hàng ngày là chi tiêu về ăn uống, rồi tiền điện, tiền nước, thế rồi tiền thuốc. Đấy là của tuổi già bây giờ nó tiền thuốc là nhiều. Cho nên là tiền chi tiêu cũng là tương đối là vất vả. Tôi thấy lương hạn hẹp nhé. Thế mà chi như thế là nào tim, nào áp huyết, nào đủ cái thứ bệnh già. Thế mà lương như thế với cộng với tiền của mình mà con cháu mà không cho thì không được tiêu. Ăn riêng ăn không thì không thành vấn đề, nhưng mà cái chuyện ốm đau thì là rất là phải chi nhiều tiền. Thế thí dụ như là ốm thí dụ mà bị những bệnh nan y ấy thì tốn lắm. Thế tôi là cũng bị ung thư, còn bị tiểu đường rồi huyết áp rồi nhiều thứ lắm. Đại khái là đây là chuẩn bị đi mổ mắt, có khi hàng mổ mắt thì là có khi 10 triệu. Chính vì vậy, mong muốn lớn nhất của họ là được nhận sự hỗ trợ thêm của nhà nước để nhẹ đi một phần lo toan. Nếu như được nhà nước tăng từ năm 90 đến năm 1993 mà cái mức lương khác hơn, ví dụ bây giờ toàn bộ là 12%, 12,5%, thì những người đó có thể tăng gấp đôi, những người ta về hưu trước lương thấp tăng lên thì nó mới hợp lý. Hiện nay, có hơn 3 triệu người đã được nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội theo mức mới, với số tiền tăng đáng kể 20,8%. Đời sống của người nghỉ hưu cũng nhờ đó mà ngày càng cải thiện. Tuy nhiên, với nhiều người, tuổi già, đau yếu, bệnh tật đã làm cuộc sống của họ thêm khó khăn.